Xin kính chào quý khán giả đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm cho biết, loạt biệt thự ma giữa rừng Đà Lạt có chủ mới nhưng chưa hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu của cơ quan chức năng để được cấp giấy chứng nhận điều chỉnh nhà đầu tư. Ngày 13 tháng 10, ông Nguyễn Quốc Tuyến, giám đốc ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm cho biết như trên và nói thêm, loạt biệt thự ma này thuộc hai dự án Kỳ quan thế giới và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của công ty cổ phần đầu tư Haco, công ty Haco và công viên hoa Kỳ quan thế giới và nghỉ dưỡng sinh thái của công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Hà Anh, công ty Hà Anh. Hai dự án này thuộc đối tượng dự án thanh tra chính phủ yêu cầu rà soát tiến độ theo kết luận số 929 trên KL-TTCP ngày 12 tháng 6 2020 do các chủ đầu tư trước đây chậm triển khai dự án trong nhiều năm để biệt thự hoang hóa thuộc diện phải thu hồi dự án. Sau đó, tháng 12/2021, hai dự án này được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương cho công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương chuyển nhượng để tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện dự án. Nhằm tránh lãng phí, nhà đầu tư nhận chuyển nhượng hai dự án này là tài sản bảo đảm tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB. Theo ông Tuyến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã thẩm định hiện trạng tài nguyên rừng tại hai dự án này. Tổng diện tích đất của hai dự án rộng 105,9 ha, trong đó diện tích công ty Haco thuê 82 ha, công ty Hà Anh thuê 23,8 ha. Còn Sở Tài chính Lâm Đồng cho biết, công ty Hà Anh còn nợ tiền thuê rừng trên 44 triệu đồng, chưa tính tiền thuê rừng các năm 2006, 2019, 2020, 2021. Với công ty Haco chưa lập thủ tục thuê rừng nên chưa có số liệu cụ thể. Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng cho biết, công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương muốn được cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh chủ đầu tư sau khi chuyển nhượng hai dự án trên phải thực hiện thủ tục kiểm kê tài nguyên rừng, chấp hành các nghĩa vụ tài chính, bồi thường thiệt hại tài nguyên rừng nếu để xảy ra mất rừng, chuyển nhượng dự án và các nghĩa vụ tài chính khác có liên quan, phải lập phương án trồng rừng thay thế nhưng đến nay chưa hoàn thành. Giám đốc ban quản lý khu du lịch Hồ Quốc gia Tuyền Lâm cho biết thêm, từ khi tỉnh Lâm Đồng có chủ trương cho công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương chuyển nhượng hai dự án trên, đơn vị này nhiều lần xin gia hạn thời gian làm thủ tục. Nếu công ty cổ phần Tầm nhìn Đại Dương tiếp tục chậm triển khai các thủ tục để chuyển nhượng dự án trong 24 tháng, ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm sẽ có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thu hồi hai dự án của công ty Haco và công ty Hà Anh, ông Tuyến nói. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm khẩn trương kiểm tra xử lý tình trạng nhà nổi, lồng bè trên mặt hồ Tuyền Lâm. Trước đó, ông Nguyễn Quốc Tuyến, giám đốc ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm đã có báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó nêu rõ khi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuyển giao việc quản lý mặt nước hồ cho ban, có nhiều nhà nổi, vó bè phục vụ việc đánh bắt cá của 33 hộ. Ban đã vận động thông báo nhiều lần nhưng mới có một hộ tự tháo dỡ nhà nổi, hai hộ tháo dỡ nhà nổi nhưng không tháo dỡ vó bè, hàng chục hộ đã có nhà ở nơi khác, xây dựng nhà nổi chủ yếu để đánh bắt cá, chỉ có hai hộ sử dụng nhà nổi để sinh sống trên mặt hồ. Còn theo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Lạt, đa số các hộ nói trên đánh bắt cá từ năm 2001 đến nay, phần lớn là hoạt động tự phát, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Việc các hộ dân đề nghị được ở lại để ổn định công việc làm ăn bằng nghề đánh bắt cá tại hồ Tuyền Lâm là không phù hợp với định hướng của địa phương trong việc hạn chế ô nhiễm, đảm bảo mỹ quan đô thị tại khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm nói riêng và thành phố Đà Lạt nói chung. Cũng theo ban quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm, nơi đây đã thu hút 39 nhà đầu tư với tổng số vốn đăng ký 9.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, 20 năm qua mới có 15 dự án đi vào khai thác kinh doanh, trong đó có 6 dự án khai thác kinh doanh toàn bộ và 9 dự án kinh doanh một phần. Hiện còn hàng chục dự án đang trong quá trình triển khai đầu tư, chưa đưa vào hoạt động theo giấy phép được cấp. Không chỉ tiến độ thực hiện dự án quá chậm, có nhà đầu tư không quản lý được quỹ đất đã giải phóng mặt bằng dẫn đến việc người dân lấn chiếm, tái lấn chiếm đất để sử dụng. Thậm chí, dự án của công ty cổ phần Haco Hà Nội được triển khai xây dựng từ năm 2007 với gần 20 biệt thự đa dạng, kiến trúc đẹp mắt nhưng để dở dang nhiều năm qua trở thành khu biệt thự hoang tàn giữa rừng. Xung quanh các biệt thự, cỏ dại mọc tùm, tường nhà bị phun sơn, kẻ chữ, vẽ hình nham nhở. Tình trạng xây dựng không phép, sai phép tại Hồ Tuyền Lâm khá phổ biến. Từ năm 2022 đến nay, ban ngành chức năng đã phối hợp cưỡng chế tháo dỡ 17 kiosk và một quán cà phê xây dựng trái phép. Hiện tại, còn một số công trình sai phạm của hai công ty chưa hoàn tất việc tháo dỡ. Cụ thể, lực lượng chức năng đã xử lý 3/5 công trình xây dựng không phép của công ty cổ phần Thiên Nhân. Đối với hai công trình không phép còn lại, công ty này đề nghị được sử dụng như công trình phụ cất giữ vật liệu, trang thiết bị. Sau khi hoàn thành dự án sẽ tháo dỡ. Riêng công ty trách nhiệm hữu hạn Trà Vườn Thương có 4 khối nhà xây dựng không phép và một số công trình phụ. Ban ngành chức năng đã tiến hành cưỡng chế tháo dỡ các công trình sai phạm vào tháng 11/2022, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất.
công ty này cam kết sẽ di dời toàn bộ các hạng mục công trình vi phạm ngay sau khi được giải quyết tái định cư. Một bất cập khác tại Hồ Tuyền Lâm, hiện còn khoảng 125 trường hợp chưa thực hiện xong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Khu du lịch Hồ Tuyền Lâm được hình thành năm 2003 đến năm 2017, được công nhận là khu du lịch quốc gia đầu tiên và có diện tích lớn nhất ở Việt Nam. Bạn có đánh giá như thế nào về những thông tin trên? Hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận để mọi người cùng biết nhé! Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.